Vâng, chào các bác nhé, lại là em Thành Auto đây. Thì hôm nay cái lượng khách hàng đến thăm xe tại showroom của chúng em cũng rất là nhiều. Đây, một bác xem một con Atis, thì bây giờ bác đang ngó ra những chiếc xe mới. Đấy, đây là lượng khách hàng người ta đang tìm có nhu cầu mua những cái con xe số sàn về chạy dịch vụ đây. Đấy, anh em muốn mua số sàn về chạy dịch vụ thì em đang tư vấn cho anh ấy con Ascent hoặc là con i10 hai đâu. Đấy, lượng khách hàng thì liên tục đến thăm và mua xe tại showroom của Thành Auto, có địa chỉ tại 470 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Đấy, rất là gần khách sạn Lam Cường để phục vụ cho các bác mua xe tại showroom của chúng em. Đây thì cũng có một bạn các bác khách hàng hiện đang ngồi chè cháo nói chuyện và giao tiếp với các anh em của chúng em. Đấy, thì cái thời gian chăm sóc khách hàng thì em cũng xin phép là bớt ra một chút trò chuyện với các bác khách hàng ở đây để quay lại cái quá trình bọn em tiếp khách hàng ngày. Số lượng khách ngày nào bọn em cũng tiếp phải đến tầm chục đoàn đến hai chục đoàn đến xem xe tại showroom của chúng em, có địa chỉ tại 470 Nguyễn Lương Bằng, thành phố Hải Dương. Và sắp tới đây thì cái hệ thống máy rửa xe tự động đi vào hoạt động thì chúng em sẽ có lại tiếp nhận thêm một lượng khách hàng rất là lớn đến tại showroom của chúng em để được rửa xe, chăm sóc xe. Đấy, nâng cấp phụ kiện, phụ tùng, đồ chơi xe hơi. Chắc chắn là sắp tới đây thì cái lượng khách hàng đến với chúng em rất là đông. Đấy, và bây giờ thì em cũng xin phép là tạm dừng cái video này tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của siêu Nguyễn Thành Auto trong suốt thời gian qua. Đừng quên là đăng ký kênh, nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà Nguyễn Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.